Vâng, kính chào các quý anh em nhé. Cách đây một vài tuần thì mình có làm một cái video giới thiệu về chiếc Zippo 3 số 5 và chiếc Zippo Z. Đấy, thì hai chiếc Zippo này được các anh, các chú rất là thích. Đấy, nên là hôm nay mình sẽ làm video giới thiệu luôn cả hai mẫu này trong một video anh em nhé. Đấy, ok. Thế mình sẽ lấy luôn cây thứ nhất là cái cây 3 số 5 màu vàng cho anh em xem. Đấy. Cây này có chất liệu là bằng đồng nguyên khối ấy, anh em nhé. Đây. Chất liệu của nó là bằng đồng nguyên khối, sau đấy được đánh bóng và khắc các laser hình logo 3 số 5 vào. Rất là đẹp. Rất là sáng ống. Đấy. Như thế này anh em nhé. Đấy. Cây này có bán lề 5 chấu. Đây, bán lề 5 chấu. Rất đều và tròn. Cái này cầm xăng tầm khoảng 5 đến 7 hôm anh em ạ. Đấy, tùy từng người dùng. Đây. Mặt sau nó như thế này. Cạnh bên. Mộc đáy của chiếc Zippo này là mộc đáy lồi. Đây. Sản xuất năm 2020 luôn anh em nhé. Hàng mới đây. Đấy, như anh em thấy là những cái nét chữ, nét khắc rất là tinh xảo. Đây. Cái này là dòng đồng đồng bóng anh em nhé. Nên là nó sẽ có xước tơ mèo. Đấy, xước tơ mèo. Cái này nguyên bản nó sản xuất ra đã như thế rồi, nên mình sẽ sâu cho anh em xem. Đấy, nó kiểu như vậy anh em nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ bóc tem ra luôn. Đấy, ok. Đấy, tiếng kêu nó sẽ như thế này anh em nhé. Tiếng kêu rất là hay anh em ạ. Vỏ nắp bên trong này rất là sáng, óng, đẹp. Đấy, buồng đốt đấy ạ. Rất là ống ả anh em nhé. Đấy. Cái hàng đời mới thì anh em để ý là sẽ có một cái sợi tim đồng. À, cái sợi tim có cuốn những cái dây đồng. Và bên cạnh đấy là có một sợi chỉ màu vàng em nhé. Đấy, hàng chính hãng là nó nhận như thế. Cái này thì buồng đốt có 16 lỗ. Ruột nó thì bằng thép chuyên dụng, không dí, mạ xi màu vàng. Hàng chính hãng thì như anh em để ý nhé. Luôn luôn là phải để ý cái vấn đề là cổ đá này. Anh em mua ở đâu cũng thế. Để ý cái vấn đề cổ đá này. Đấy, bánh xe. Đấy, cổ đá phải cao. Cái này cao, tròn, đều và bằng đồng. Bánh xe đây thì phải cắt xéo sâu. Đấy, hình quả chám. Có như vậy thì nó mới bén lửa anh em nhé. Đấy. Đấy, cái này chưa có xăng. Đấy, có xăng vào thì là nó cháy thôi. Ruột bên trong thì sản xuất năm 2020 luôn. Đấy. Anh em chơi Zippo biết là ruột thì nó sẽ trùng năm anh em nhé. Còn cái tháng thì có thể trùng hoặc không trùng thì không thành vấn đề. Đấy. Đây, bơm xăng vào đây. Cái này là để thay đá bằng đồng luôn. Thế mình sẽ cố gắng bắt nét cho anh em xem. Đấy. Rất là tinh xảo. Bên trong như thế này. Ok, hai cái này là đồng giá anh em nhé. Đồng giá hết. Bằng nhau. Bằng tiền nhau. Giá hai cây này là đều là 850.000 anh em nhé. 850.000 hàng Mỹ bảo hành trọn đời. Đấy. Cây thứ hai là của thương hiệu Z. Cái cây này vẫn là chất liệu đồng nguyên khối và sau đấy được đánh bóng. Rất là đẹp anh em nhé. Đấy. Bán lề vẫn là như thế. Hai cây này giống nhau, nó chỉ khác nhau cái họa tiết hoa văn thôi. Đấy, vẫn là khắc laser. Bán lề vẫn là 5 chấu, rất là bền. Cầm xăng này rất là tốt. Đây, mặt bên, mặt sau. Đấy, cái dòng này nó kiểu xước lông mèo như thế này anh em nhé. Đấy. Đấy. Hàng nguyên bản đó là đá xước lông mèo như thế rồi. Đây, đây, đây. Mình xoay cho anh em thấy. Đây. Xước lông mèo kiểu như thế nhé. Có sao thì mình xoay vậy cho anh em xem. Mộc đáy vẫn là mộc đáy lồi, sản xuất năm 2020. Cái này là dòng tiêu chuẩn anh em nhé. Đấy. Rất là đẹp. Ok, mình sẽ bóc test tiếng kêu luôn cho anh em xem. Tiếng kêu nó sẽ như thế này anh em nhé. Tiếng kêu rất là thanh. Đây, nắp bên trong rất là sáng. Buồng đốt. Đấy. Anh em thấy thấy cái sợi tim này rất là cứng cáp. Ruột thì vẫn là thép chuyên dụng không dí. Đấy. Đấy, cổ đá anh em thấy nhá. Cổ đá rất là tròn đều. Đẹp. Đây như trên tay mình đây có cổ đá phách này. Bánh xe phách này. Đấy. Nó rất là chán đời ấy. Anh em nhìn là biết là cái cây này thì anh em mình soi cho anh em xem là anh em nhìn thấy là biết thật hay giá rồi. Đấy. Nếu mà anh em mua của mình ấy, thì
đến nơi mình xuất mình sẽ cho anh em kiểm tra bóc tem và xem hàng đúng hàng anh em mới nhận nhé. Đấy, đúng hàng như trong video nhận thì ruột vẫn là trùng 520 đấy. Bên trong như này hai cái này shop là ship COD anh em nhé, không phải đặt cọc gì hết ạ. Hàng đến nơi anh em kiểm tra hàng đúng hàng như trong video như thế này thì anh em nhận hàng thôi và thanh toán tiền cho biểu tá đấy. Ok, anh em nào muốn mua thì nhanh tay alo cho shop nhé, số điện thoại bên dưới đấy. Còn những anh em nào mà muốn xem thêm nhiều mẫu ấy, thì truy cập vào website zipman.vn đấy. Ok, còn anh em nào trên YouTube thì nhớ cho shop xin một đăng ký nhé, shop sẽ làm nhiều video hay giới thiệu Zippo cho anh em xem. Vâng, kính chào anh em.